Anh em nào muốn chơi chẵn lẻ banh tự động lên ngay Vubip.me, hệ thống chẵn lẻ banh uy tín, giao dịch tự động 24/7, đường link mình để dưới phần mô tả nha. Dâu, ba con sâu trong 500 anh em đã quay trở lại của MNG trong series loại PK lên server. Và đây là MNG đến từ server Taiwan. Chúng ta sẽ cùng đến với chế độ Smack bắt môn của server Taiwan anh em nhé. Đừng quên 3 khung giờ ngày chúng ta, 11h, 15h và 19h. Ngoài ra anh em yêu quý mình thì hãy like và subscribe kênh Đơ Mơ YouTube để theo dõi những thông tin mới nhất đến thế giới cao em, luôn được cập nhật, đăng tải, update thường xuyên như này. Rất mong sự ủng hộ tất cả mọi người dành cho MNG với cả hai kênh Đơ Mơ Gaming và Đơ Mơ YouTube nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chiến thôi. Anh em nhìn thấy chế độ Smack của server Taiwan. Và tất nhiên rồi, sẽ có những võ sĩ tư chất 15 phiên bản mới, tư chất mới đang chờ đợi chúng ta. Đáng cái tên liệt lắm, mình cứ lấy ý nghĩa chắc nó không đục được Elizabeth của mình nữa. Hai con tanh nhìn đục cái nào mở Elizabeth của mình vậy. Mất con da thổ làm gì được mình nhỉ? Thì khó em bạn. Mẹ em lấy init thật sự là đúng đắn nhau. Init thật sự là đúng đắn. Nhưng tính mang Benny vào sau đi. Siêu chấm thế nào vậy? Ôi, bạn nên ít đi. Đây đi vào thì cũng thế thôi, chẳng giải quyết vấn đề gì, đúng không? Quá cứng rồi. Vâng, vuông các bạn nhé. Không có
cửa bật mình mãi. Né gì né cái là né phá kim của con Benny á để tránh nó đánh vào. Khó cho bạn rồi, bạn nên buông tay đi. Bạn nên buông tay lặng im đi. Elizabeth nó vẫn ưu tiên rút khiên đồng đội nhé anh em. Nó vẫn rút khiên cho con Kukari nhé anh em. Mày hiện ra mà tao không xin được bỏ mày nữa à? Nào, mày giỏi mày hiện ra đi. Nào, mày giỏi mày hiện ra. Showtime! Raikouken! Genryu o tsure! Ha! Tsuria! Tsuria! Ha! Ha! Mando 3段蹴り! Osoi wa ne! Hiraniki no arasu! Giỏi á, mày giỏi là nhìn là biết. Elizabeth cầm cây chửi, nào mày làm gì được chị. Đấy. Chị rất khốc liệt đây em. Nếu như đấy tiếp theo này. Come on!
nhỉ. Mẹ giảm nộ đúng hai con cần luôn. Lao nháo thật đấy. Khó đánh thật đấy. Tưởng nó lao vào nữa đúng không? Đang bảo mày có lao thì mày lao vào Melee ấy, tuần sau mày init tao mỗi cho một phát nữa cho mọt mày sướng. Còn đến nhiệm vụ tiếp theo nào. Wit của server 54. Ồ, nó quýt luôn này. Chưa kịp nhìn mặt tướng anh em ạ. Chưa kịp nhìn mặt tướng nó thủ nó quýt luôn này. Nhiệm vụ tiếp theo này. Athena sẽ gọi S2 Gato, Zacio. Mạnh hay Gato đó lạ. Gato cho nó lạ. Còn hàng độc quyền như phải thấy nhỉ. Con đấy cày thật hai con tròn đéo giải cho con gato mẹ.
Ô, đập chết nó ra thổ luôn mà nhỉ. Chưa chết à? What's power? Chết rồi nhỉ. Đánh con Gato có chết không? Nên trò trống để hiểu cứ đến cái đấu tiếp theo rồi. Tí nữa thì làm nên trò trống để hiểu ạ. Athena sẽ có 148. Xe 175.
vì Leona phế quá. Kèo này thì Leona phế quá, không làm gì được. Ừ, Athena lại không giải được full kick à? Với cái hình dung cảm giác mít cầu kích lên cảm giác vui vẻ. Ôi, sai sách rồi. Sai sách rồi, hỏng rồi. À, quên mất là hai con. Mất. Quên mẹ mất hiện tại của sắp rồi. Rồi, chưa làm gì đâu. Không chống được rồi. Clip này mình xin phép và tạm dừng lại thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nhá. Siêu hiền và thank you. Bye bye.